Sau đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Lễ Chúa Thăng Thiên. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in tanti altri paesi. Anh chị em thân mến, hôm nay tại giáo phận Roma cũng như khắp nơi trên thế giới, giáo hội long trọng mừng lễ Chúa lên trời. Lễ này bao gồm hai yếu tố. Một là nó hướng cái nhìn của chúng ta về trời, nơi Chúa Giêsu vinh hiển ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Đằng khác, nó nhắc nhớ chúng ta về việc khởi đầu sứ mạng của giáo hội. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, gửi các môn đệ ra đi, phổ biến tin mừng trên toàn thế giới. Vì thế, lễ thăng thiên khích lệ chúng ta hướng nhìn về trời, để rồi lập tức nhìn vào trái đất và thực thi các nhiệm vụ Chúa phục sinh tín thác cho chúng ta. Đó là điều trang tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta. Trong đó, biến cố thăng thiên đến ngay sau sứ mạng Chúa Giêsu trao phó cho các môn đệ. Đây là một sứ mạng vô biên giới, nghĩa là không có giới hạn, vượt quá sức lực con người. Thật thế, Chúa Giêsu nói, các con hãy đi khắp thế gian và loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Xem ra thật quá táo bạo, nhiệm vụ Chúa Giêsu trao phó cho một nhóm ít người đơn sơ và không có khả năng trí thức lớn lao. Thế nhưng, nhóm người yếu đuối, vô nghĩa trước các quyền lực lớn của thế giới này lại được mời gọi đem sứ điệp tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu tới mọi xó xỉnh của trái đất này. Nhưng chương trình này của Thiên Chúa chỉ có thể được thực hiện với sức mạnh mà chính Thiên Chúa ban cho các tông đồ. Trong nghĩa đó, Chúa Giêsu bảo đảm rằng sứ mạng của họ sẽ được Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Chúa nói, các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong toàn vùng Judea và Samaria, cho tới tận cùng trái đất. Như thế, sứ mạng này đã có thể được thực hiện, và các tông đồ đã bắt đầu công trình này sẽ được các người kế vị tiếp tục. Sứ mạng Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ được tiếp nối qua các thế kỷ và còn được tiếp tục ngày nay. Nó đòi hỏi sự cộng tác của tất cả mọi người. Thật vậy, mọi người trong chúng ta nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội đã nhận lãnh được phép loan báo tin mừng, nghĩa là chính bí tích rửa tội cho phép và thúc đẩy chúng ta trở thành các thừa sai loan báo tin mừng. Lễ Chúa Thăng Thiên, trong khi khai mào một hình thức hiện diện mới của Chúa Giêsu giữa chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải có đôi mắt và con tim để gặp gỡ Ngài, phục vụ Ngài và làm chứng cho Ngài trước các người khác. Đây là việc trở thành các người nam nữ của sự thăng thiên, nghĩa là những người kiếm tìm Chúa Kitô dọc dài các nẻo đường của thời đại chúng ta, đem lời cứu rỗi của Ngài cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Trong lộ trình này, chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô nơi các anh chị em khác, nhất là nơi các anh chị em nghèo túng nhất, nơi những người đau khổ trên thân xác, sống kinh nghiệm khó khăn và đớn đau của các tình trạng nghèo túng cũ và mới. Như thuở ban đầu, Chúa Kitô phục sinh đã gửi các tông đồ của Ngài ra đi với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngày nay cũng thế, Ngài gửi tất cả chúng ta ra đi cùng với sức mạnh ấy để là các dấu chỉ cụ thể hữu hình của niềm hy vọng. Bởi vì Chúa Giêsu đứng trao ban cho chúng ta niềm hy vọng đã về trời và mở cửa trời ra cho chúng ta và niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ về trời. Xin Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu đã chết và sống lại, đã linh hoạt đức tin của cộng đoàn các môn đệ tiên khởi, giúp chúng ta nâng tâm hồn lên như phục vụ hôm nay khuyến khích chúng ta. Đồng thời xin mẹ giúp chúng ta có đôi chân đứng trên mặt đất và can đảm gieo vải tin mừng trong các hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống và của lịch sử.